Kính chào và cảm ơn quý vị đã dành sự quan tâm theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ sáu ngày 15 tháng 5, chương trình sẽ chuyển đến quý vị những thông tin đáng chú ý sau. Nâng cao năng lực hoàn thiện kịch bản để chủ động ứng phó thiên tai trong mọi trường hợp, nội dung trọng tâm của hội nghị về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020. Lực lượng công an tỉnh Thừa Thiên Huế đồng loạt ra quân tổng kiểm soát các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Nâng cao nhận thức cho người dân về giảm nghèo bền vững, một chỗ quan trọng để thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo trong giai đoạn hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020. Cùng với các điểm cầu trong cả nước, tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương chủ trì cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan tham dự hội nghị. Năm 2019 được nhận định là năm có diễn biến thiên tai ít hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, các hình thái thiên tai lại có tính dị thường, phức tạp hơn. Điển hình là tình hình nắng nóng trên toàn quốc với nhiệt độ nhiều thời điểm lên trên 40 độ. Trong năm 2019, đã có 113 người chết và mất tích do thiên tai, thiệt hại kinh tế ước khoảng 7.000 tỷ đồng. 4 tháng đầu năm 2020, thiên tai đã làm 11 người chết và mất tích, thiệt hại về kinh tế gần 3.183 tỷ đồng. Phát biểu tham luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương đã báo cáo tình hình về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh, trong đó nhấn mạnh về tình hình sạt lở bờ biển ở tỉnh Thừa Thiên Huế đang diễn ra nghiêm trọng với hơn 30 km bị sạt lở nặng, trong đó có 10 km sạt lở nghiêm trọng, gây thiệt hại về cơ sở hạ tầng thiết yếu, cảnh quan và môi trường. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Chính phủ, các bộ ngành trung ương có sự quan tâm hỗ trợ các tỉnh khu vực miền Trung đầu tư xử lý các khu vực sạt lở bờ sông bờ biển, quan tâm bố trí chương trình nguồn lực cho công tác phòng chống thiên tai. Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đề nghị Trung ương có hướng dẫn miễn thực hiện thu nộp quỹ phòng chống thiên tai năm 2020, vì trong những tháng đầu năm, Thừa Thiên Huế liên tiếp bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, hạn hán và dịch bệnh COVID-19. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong năm 2020, lãnh đạo Chính phủ và Bộ Nông nghiệp đề nghị các địa phương tập trung vào công tác đào tạo, tập huấn kỹ năng cho lực lượng phòng chống thiên tai tại chỗ, nâng cao năng lực dự báo, năng lực điều hành của hệ thống chỉ huy các cấp. Các địa phương cần sử dụng có hiệu quả quỹ phòng chống thiên tai, hoàn thiện các kịch bản để ứng phó trong nhiều trường hợp, ưu tiên bố trí vốn đầu tư công trung hạn cho các công trình trọng yếu như đê điều, hồ đập, khu neo đậu. Phát triển nguồn lưới điện, thực hiện lộ trình lưới điện thông minh nhằm cung cấp đủ điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Đây là nhiệm vụ trọng tâm được Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế xác định tại Đại hội Đảng bộ lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công ty Điện lực đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng an ninh cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Có 14/15 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội lần thứ 9 đề ra đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch. Sản lượng điện thương phẩm tăng trưởng bình quân 5 năm đạt hơn 9,1%, góp phần chuyển dịch cơ cấu dịch vụ công nghiệp và xây dựng nông nghiệp của tỉnh. Trong 5 năm qua, ngành điện đã đầu tư xây dựng sửa chữa lớn 12 dự án và 420 công trình điện với tổng vốn hơn 2.266 tỷ đồng để phát triển nguồn lưới điện thông minh, đảm bảo cung cấp điện an toàn. Đảng bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Thực hiện chỉ thị 05, Đảng bộ đã tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Công tác quy hoạch đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm, bố trí, sắp xếp cán bộ được quan tâm nhằm đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Đảng bộ đã kết nạp được 66 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 94% so với nghị quyết đề ra. Nhiệm kỳ mới 2020-2025, công ty đề ra 12 chỉ tiêu, trong đó đáng chú ý là tập trung đầu tư trên 1.540 tỷ đồng để phát triển nguồn lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp đủ điện phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân. Trong đó, tổ thức điện năng tất cả các trạm biến áp công cộng về dưới 5,5%, đến năm 2025 xuống còn 4,22% và độ tin cậy cung cấp điện toàn tỉnh dưới 195 phút. Hàng năm, đảng bộ phấn đấu có 95% đảng viên được xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ được công nhận tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải do ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải làm trưởng đoàn, vừa có chuyến kiểm tra thực địa tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công dự án cao tốc Cam Lộ La Sơn đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế. Làm việc với đoàn, về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện các sở ngành đơn vị liên quan. Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam, phân đoạn Cam Lộ La Sơn. Đến ngày 13 tháng 5, tỉnh Thừa Thiên Huế đã bàn giao 90% mặt bằng, trong đó có hai địa phương là Phong Điền và Phú Lộc đã bàn giao xong mặt bằng, đạt gần 100%. Hai địa phương còn lại là Hương Thủy, Hương Trà đã bàn giao trên 82%.
còn lại 10% tương ứng 6,1 km, tỉnh sẽ bàn giao trong quý 2 năm 2020. Về tiến độ xây dựng các khu tái định cư, đến nay đã cơ bản hoàn thành sang nền, điện nước 4 trên 9 khu và đã bàn giao đất cho dân. Đang triển khai 5 trên 9 khu, dự kiến trong tháng 5 sẽ bàn giao đất cho dân toàn bộ các khu tái định cư. Với tiến độ này, kết hợp với việc thực hiện các chế độ chính sách và vận động người dân, thì trong tháng 6 sẽ bàn giao hết mặt bằng còn lại, đảm bảo thông tuyến để thi công toàn diện. Qua kiểm tra thực tế tại địa phương, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ đánh giá cao công tác giải phóng mặt bằng của tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian qua. Thứ trưởng đề nghị chính quyền địa phương cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các đoạn còn lại, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho dự án cao tốc Bắc Nam. Đồng thời đề nghị tỉnh và các địa phương tăng cường phối hợp với các đơn vị của Bộ Giao thông Vận tải, Ban quản lý dự án để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, nhằm đảm bảo yêu cầu tiến độ về công tác giải phóng mặt bằng. Đối với những kiến nghị của tỉnh, Thứ trưởng giao các đơn vị có liên quan của Bộ tham mưu báo cáo Bộ Giao thông Vận tải giải quyết. Thưa quý vị, sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19 và đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 vừa qua, tình hình trật tự an toàn giao thông đã có những diễn biến phức tạp trở lại. Thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, sáng nay, lực lượng công an trên toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân tổng kiểm soát các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Phản ánh của phóng viên thời sự. Lúc 7 giờ ngày 15 tháng 5, tuần tra trên tuyến đường Già Lê, thị xã Hương Thủy, tổ công tác đặc biệt của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phát hiện đoàn xe chở cát biển số Quảng Nam có nhiều dấu hiệu vi phạm luật an toàn giao thông. Qua kiểm tra, tổ công tác đã tiến hành tạm giữ phương tiện, yêu cầu hạ độ cao, lập biên bản xử lý theo quy định. Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 15 tháng 5 tiến hành ra quân tổng kiểm soát toàn bộ phương tiện giao thông, trong đó tập trung vào ô tô kinh doanh vận tải hành khách, container, ô tô con, xe máy. Thời gian thực hiện tổng kiểm soát là 1 tháng. Đợt ra quân này thì chúng tôi là triển khai tổng thể tất cả các phương tiện nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ để mà phục vụ cái ra quân cho nó có hiệu quả. Tập trung các cái lỗi mà liên quan đến là cái nguyên nhân xảy ra tai nạn. Ví dụ như là chạy ẩu, vượt ẩu, rồi là tốc độ, xe mô tô, rồi cả xe ô tô vi phạm nồng độ cồn. Thời gian này, cảnh sát giao thông các đơn vị địa phương được dừng các phương tiện để kiểm soát các loại giấy tờ theo quy định như giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới. Bên cạnh đó, cảnh sát giao thông cũng sẽ tập trung xử lý nghiêm hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, làn đường, phần đường, tránh vượt, vi phạm quy định về mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, điều khiển xe thành đoàn. Thông qua cái cuộc ra quân này, nhằm là tuyên truyền rộng rãi đến thông tin đại chúng và tuyên truyền đến từng người dân, người tham gia giao thông hiểu cái ý nghĩa của cái việc ra quân để thực hiện cái điện. Cái nữa là để cho cán bộ chiến sĩ thấy được cái tinh thần trách nhiệm mà thực hiện nhiệm vụ cho một rất là hiệu quả, nhằm đảm bảo là cái kiềm chế được và dẫn đến giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí. Đợt ra quân tổng kiểm soát phương tiện lần này nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự an toàn giao thông, đảm bảo hiệu quả, kiềm chế giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự xã hội, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành Nghị định 100 của người dân sau thời kỳ giãn cách xã hội. Chuyển sang những thông tin khác. Số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, đến nay, các tổ chức tín dụng đã miễn giảm hạ lãi suất cho 260.000 khách hàng với dư nợ trên 1,08 triệu tỷ đồng. Sau 2 tháng triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đã có trên 215.000 khách hàng với dư nợ hơn 130.000 tỷ đồng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Số dư nợ được miễn giảm hạ lãi suất đến cuối tháng 4 cũng lên tới 1,08 triệu tỷ đồng. Doanh số cho vay mới với lãi suất ưu đãi từ 23 tháng 1 đến nay đã đạt 630.000 tỷ, trong đó lãi suất phổ biến thấp hơn 0,5 đến 2,5% so với trước dịch. Cùng với đó là việc miễn giảm phí thanh toán của cả ngân hàng nhà nước và các tổ chức tín dụng nhằm hỗ trợ người dân doanh nghiệp trên quy mô lớn. Đến nay, số phí được miễn giảm đã đạt trên 1.004 tỷ đồng. Ngân hàng nhà nước chi nhánh Thừa Thiên Huế cho biết vừa thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất tại các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội trước những tác động của dịch COVID-19.
Theo đó, lãi suất tại các ngân hàng được điều chỉnh giảm. Cụ thể, lãi suất tại cấp vốn giảm từ 5% một năm xuống còn 4,5% một năm, lãi suất tại chiết khấu từ 3,5% một năm xuống 3% một năm. Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của ngân hàng nhà nước với các ngân hàng từ 6% một năm xuống 5,5% một năm. Mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức cá nhân tại tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài cũng được điều chỉnh giảm. Trong đó, lãi suất tối đa đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới một tháng giảm từ 0,5% một năm xuống 0,2% một năm. Lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng giảm từ 4,75% một năm xuống 4,25% một năm. Lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng tại quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô giảm từ 5,25% một năm xuống 4,75% một năm. Về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng Việt Nam đồng của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực ngành kinh tế giảm từ 5,5% một năm xuống 5% một năm. Đây là động thái tích cực của Ngân hàng Nhà nước nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn về vốn, ổn định sản xuất. Thưa quý vị, kết quả giám sát bệnh sốt xuất huyết 4 tháng đầu năm trên địa bàn toàn tỉnh cho thấy có 533 bệnh nhân sốt xuất huyết, cao gấp 2,85 lần so với cùng kỳ năm 2019. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản số 3910 về việc tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các cấp tiếp tục chỉ đạo các ban điều hành thôn xóm cùng dân cư duy trì thường xuyên hàng tuần chương trình sáng chủ nhật 60 phút sạch nhà đẹp ngõ trong phong trào ngày chủ nhật xanh, chú trọng công tác thao vẽ bò gầy tại các vật chứa trong gia đình và những vật chứa nơi lối đi chung nhằm hạn chế thấp nhất sự sinh sôi nảy nở của muỗi vằn, vector truyền bệnh sốt xuất huyết chính hiện nay. Ủy ban nhân dân các cấp cần tiến hành tăng cường truyền thông giáo dục, tiến tới thực hiện xử phạt vi phạm hành chính những hộ dân cố tình không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết theo quy định tại Nghị định số 176 ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Bên cạnh đó, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường chỉ đạo công tác truyền thông, giám sát, phát hiện bệnh nhân sốt xuất huyết với mọi hình thức, đặc biệt là sử dụng ứng dụng khai báo sức khỏe toàn dân hoặc hệ thống thông tin điện tử nhằm phát hiện nhanh chóng các trường hợp mới mắc bệnh, tiến hành điều tra các chỉ số muỗi, chỉ số bò gầy và xử lý triệt để theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, hạn chế nguồn lây nhiễm ra cộng đồng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân các địa phương huy động các lực lượng đoàn thể, ban ngành tại địa phương liên tục truyền thông các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết và tăng cường giám sát, phản ánh tình trạng vệ sinh môi trường, muỗi vằn và bò gầy thông qua sử dụng tính năng phản ánh hiện trường trên ứng dụng đô thị thông minh Huế S nhằm tạo hiệu ứng đồng thuận hành động phòng chống dịch sốt xuất huyết hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, đầu tháng 4 năm nay, một số giảng viên của Trường Đại học Nông Lâm Đại học Huế đã sáng tạo và tiến hành thử nghiệm sản phẩm máy trợ thở khẩn cấp và đạt được những thành công ban đầu. Loại máy này đã dùng cho ngành thú y hiệu quả và đang được hướng tới chuyển đổi công năng để sử dụng cho con người. Mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về sản phẩm sáng tạo này qua phóng sự sau. Đến thời điểm hiện nay, tiến sĩ, bác sĩ thú y Vũ Văn Hải, giảng viên khoa chăn nuôi thú y Trường Đại học Nông Lâm Đại học Huế, người sáng tạo sản phẩm cùng các đồng sự đang hoàn thiện những khâu cuối cùng của sản phẩm để sớm đưa vào cuộc sống. Cách đây 2 năm là trong quá trình mà mình phẫu thuật cho động vật, thì khi phẫu thuật là chúng ta phải gây mê, mà một số con nếu không có máy trợ thở thì nó mắc cái hội chứng ngưng thở và nó chết. Thì từ cái thực tế là gặp những cái con vật nó mắc cái hội chứng ngưng thở như vậy nó chết, thì mình mới nảy sinh được ý tưởng là tự chế ra một cái máy để có thể giúp cho nó thở trong quá trình mà được gây mê. Đấy là một cái sáng kiến rất tốt. Và khi mà cái dịch nó xảy ra thì chúng tôi xem trên các cái phương tiện truyền thông thì người ta nói về cái máy trợ thở này, và cũng nhìn một số các cái tài liệu của nước ngoài và họ đang làm một vấn đề rất nóng của toàn cầu, thì chúng tôi nghĩ ngay thế, nó y chang cái mà thầy Hải đang làm. Như vậy là ngay ở trên cái đất mình, trong cái đất Thừa Thiên Huế đây, trong trường đại học này đã có một cái sản phẩm mà thế giới người ta đang chú ý đến. Nguyên lý hoạt động máy trợ thở là dùng motor gạt nước ô tô có tốc độ chậm gắn với bộ điều tốc và bộ cơ để kéo cánh tay đòn. Cánh tay đòn này sẽ trực tiếp ép quả bóng bóp trợ thở thay cho lực bóp bàn tay con người. Tốc độ bóp có thể được điều chỉnh sao cho phù hợp với tần số hô hấp của loài và chỉ số oxy SpO2 và CO2 trong máu được theo dõi bằng máy, theo dõi sự sống.
Điều này đã giải quyết được vấn đề, thay vì phải cần một điều dưỡng hoặc y tá để bóp quả bóng trợ thở cho bệnh nhân, thì máy trợ thở khẩn cấp sẽ thay thế. Và một kỹ thuật viên hoặc điều dưỡng có thể điều khiển cùng một lúc trên máy 100 máy trợ thở cho 100 bệnh nhân chỉ với các thao tác đơn giản. Từ đó cũng hạn chế sự nguy hiểm do lây nhiễm chéo, quá trình y bác sĩ điều trị cho bệnh nhân. Ưu điểm của máy là làm rất đơn giản, được chế từ các vật liệu sẵn có thể sản xuất hàng loạt với giá thành rẻ. Để sản phẩm này vào được trong cuộc sống thì nó cần phải có một cái bởi vì đây không nó được sử dụng ở trên người cho nên nó không đơn giản. Này, nó cần cả một loạt các cái quy trình thủ tục để có thể đưa nó thực sự là trở thành một cái sản phẩm mà được thừa nhận, được sử dụng. Nhưng một điều rất may mắn là khi mà thầy Hải đưa ra ý tưởng này thì nhà trường, lãnh đạo khoa, lãnh đạo trường Đại học Nông Lâm rất là quan tâm hỗ trợ cái này, trước hết là về mặt chủ trương. Và đặc biệt ở cấp Đại học Huế, thầy Nguyễn Quang Linh giám đốc Đại học Huế đích thân, thầy Nguyễn Quang Linh giám đốc Đại học Huế thì lại đồng viên và thúc đẩy chúng tôi làm cái sản phẩm này. Qua kiểm chứng vận hành tốt, điều trị thú y, máy đang được cải thiện thêm một số yếu tố kỹ thuật như thay thế tần số hô hấp của động vật bằng tần số hô hấp của con người, hiển thị thông số và khả năng điều chỉnh trên màn hình, tham khảo ý kiến bộ phận công nghệ kỹ thuật và chuyên gia của y khoa, cộng với thử nghiệm trên đối tượng người để có thể hình thành sản phẩm. Cái dịch bệnh ở nước ngoài nó xảy ra rất khốc liệt và rất nhiều các nhóm nghiên cứu họ cũng đang làm cái nghiên cứu tương tự như của mình. Tất nhiên họ cũng dựa vào những cái vật liệu sẵn có ở các cái nước của họ để họ làm, với mục đích là làm sao sản xuất ra thật là nhanh để có thể đáp ứng những cái người mà không may mắc bệnh mà ở cái thể nặng ấy, họ không thể tự thở được, không có máy trợ thở hiện đại thì lúc đó mới dùng cái này. Chứ thực sự là không mong muốn là phải dùng cái này. Chương trình sẽ được tiếp tục với những tin tức khác. Sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động năm 2020 với các đơn vị doanh nghiệp. Thỏa thuận hợp tác giữa Liên đoàn Lao động và các đơn vị gồm Trung tâm Kinh doanh VNPT Thừa Thiên Huế, chi nhánh Công ty Bảo hiểm PVI và chi nhánh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT nêu rõ các nội dung hợp tác và trách nhiệm của các bên liên quan nhằm hỗ trợ thiết thực trong các hoạt động xây dựng mái ấm công đoàn, hỗ trợ kinh phí tặng quà cho công nhân lao động bị tai nạn lao động, tham gia các hoạt động tuyên truyền pháp luật nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động. Bên cạnh các đơn vị ký kết thỏa thuận hợp tác trong dịp này, đã có nhiều đối tác là các doanh nghiệp, tổng công ty đã ký kết với tổng liên đoàn có chi nhánh tại tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai thực hiện chương trình này. Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động là một trong những chủ trương lớn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với mục đích chính là góp phần chăm lo, nâng cao đời sống của đoàn viên và người lao động. Được biết, sau gần 3 năm thực hiện thỏa thuận hợp tác, tổng số người được thụ hưởng từ chương trình này là hơn 50.000 người. Cũng trong sáng nay, hơn 250 hộ dân của 11 phường trên địa bàn thành phố Huế đã tham gia phiên chợ nhân đạo do Hội chữ thập đỏ thành phố Huế tổ chức. Trong phiên chợ nhân đạo lần này, các đối tượng hưởng lợi là những người lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn, mất thu nhập từ Covid-19, người già trên 65 tuổi, phụ nữ đang mang thai có con nhỏ dưới 12 tháng, phụ nữ đơn thân được mua những đồ thực phẩm thiết yếu thông qua việc nhận phiếu đổi hàng trị giá 200.000 đồng từ Hội chữ thập đỏ thành phố Huế. Tổng giá trị là 50 triệu đồng. Chợ nhân đạo là mô hình do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, nằm trong hoạt động tháng nhân đạo năm 2020 nhằm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là những trường hợp bị mất việc, người lang thang cơ nhỡ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Riêng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu hỗ trợ 1.500 phiếu đổi hàng với tổng trị giá 300 triệu đồng từ nhiều nguồn khác nhau. Thưa quý vị, giảm nghèo bền vững là chương trình được thực hiện trong thời gian dài. Cùng với những nỗ lực của các cấp ngành thì mấu chốt quan trọng mang lại hiệu quả cho chương trình chính là quyết tâm vươn lên thoát nghèo của chính người nghèo, xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại để được hưởng chế độ chính sách. Cùng với triển khai các chính sách giảm nghèo, công tác nâng cao nhận thức cho người dân về giảm nghèo bền vững đang được các địa phương tích cực triển khai. Phóng sự ghi nhận về công tác này tại huyện miền núi A Lưới, địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao của tỉnh. Trước đây, gia đình anh Lê Văn Sơn là một trong những gia đình thuộc diện hộ nghèo khó khăn của xã Hồng Vân, huyện A Lưới. Dù đã cố gắng lao động để vươn lên làm giàu, nhưng cái nghèo đói vẫn luôn đeo bám gia đình anh. Đầu năm 2019, nhận thấy tiềm năng kinh tế rừng ở địa phương ngày càng phát triển, anh Sơn mạnh dạn đầu tư 50 triệu đồng để mở xưởng chế biến lâm sản.
Nhờ chịu khó học hỏi kinh nghiệm làm nghề cùng những nỗ lực của bản thân, xưởng gỗ của gia đình anh hoạt động ngày một hiệu quả, đem lại thu nhập ổn định, từng bước giúp anh thoát nghèo bền vững. Thời gian đầu là em là chủ yếu đi làm thuê làm mướn thôi, nhưng có cái là thấy cũng vất vả, cũng nhờ cái là vợ gửi tiền về là nên hai vợ chồng bàn bạc là mua xưởng cưa để ổn định hơn, để làm cho trong nhà nó đỡ vất vả hơn. Mà hơn nữa là từ khi có xưởng cưa là thu nhập nó đỡ, một tháng từ xưởng cưa cũng tầm 7-8 triệu, cảm thấy là nó đỡ hơn là so với trước đây khi chưa có xưởng cưa. Để mục tiêu giảm nghèo được bền vững, bên cạnh việc đa dạng hóa các nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện các chương trình dự án, thì ý chí chủ động thoát nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số cũng cần được khơi dậy. Chính quyền địa phương cũng cần hỗ trợ đồng hành cùng đồng bào dân tộc để giảm nghèo bền vững bằng cần câu chứ không phải con cá. Gia đình tôi trước đây rất khó khăn, không đủ ăn đủ mặc. Từ ngày có chính sách vay vốn của nhà nước, tôi đã vay và nuôi dê để chăn nuôi. Nhờ nuôi dê, kinh tế gia đình khá hơn trước kia, đời sống từng bước được nâng cao. Trong thời gian qua, việc công tác giảm nghèo bền vững, thị xã cũng kết hợp rất nhiều cái nguồn lực, trong đó giống như cái vốn chương trình 35 và kể cả trong công tác đào tạo để đi xuất khẩu lao động, và trong đó cũng được ưu ái trong các đơn vị mà đã đầu theo quy định 25 của ban nhân tỉnh với xã mà có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất hàng năm. Để có phân tích, đánh giá và nhận xét. Thì riêng công tác xóa đói giảm nghèo đối với chính quyền địa phương luôn quan tâm và tuyên truyền cho các hộ dân, cũng nhiều hộ dân cũng có khả năng cũng muốn là sẽ tự nguyện để thoát nghèo. Trong giai đoạn 2016-2020, bình quân mỗi năm tại huyện A Lưới giảm 4% hộ nghèo. Tuy nhiên, nếu tính theo chuẩn hộ nghèo mới và tình hình dịch bệnh vừa qua, sẽ có những lo ngại trong thời gian tới. Trong đó có cả nguy cơ tái nghèo. Điều này đòi hỏi việc gắn kết đồng bộ để thực hiện công tác an sinh xã hội, tạo việc làm cho người dân. Hộ nào cần giống, hộ nào cần tiền và hộ nào chính sách, mặc dù nghèo là nghèo bảo trợ thì không thể là cho giống được vì họ trong cái gì có đất. Cho nên đối tượng nào cần cho và đúng đối tượng và hai là cái hình thức đó là giúp đỡ nào theo cái đề xuất của hai là gọi là cái ban chỉ đạo nữa. Cái chính là mình đầu tư cho hợp lý và có những hộ có khả năng thoát nghèo đồng thời là những hộ tích cực. Còn những cái hồ là mà lười bạn nhà không phải không có, những cái này mình phải vận động tuyên truyền dần dần, bởi vì cái phong tục tập quán rất khó. Đấy là con gọi là từng bước một, không thể làm một nhanh được, nhưng mà cái chính là làm sao để cái hồ nữa mà phát triển lên, giàu lên, cái hồ thì nhìn theo đó hoặc là theo chứ con nói nhiều không bằng là thực tế. Có thể thấy với những giải pháp đa dạng và cách làm phù hợp, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện miền núi này đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao mức sống của người dân. Tuy nhiên, về lâu dài, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về giảm nghèo bền vững, trong đó tăng cường việc hướng dẫn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả và thực hiện tốt công tác giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới, cũng như đẩy mạnh xã hội hóa công tác giảm nghèo bền vững. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.